Bạn có từng nghe châm ngôn, chơi là công việc của trẻ em? Vâng, thực sự là vậy đấy. Mặc dù chơi có vẻ rất thú vị và thường là như vậy, nhưng đó thực sự là cách trẻ em học cách sử dụng từ ngữ, giải quyết vấn đề của riêng mình, sáng tạo và thực hành các kỹ năng mới. Vì vậy, cho con bạn nhiều cơ hội để chơi sẽ giúp con phát triển cơ thể, trí não, ngôn ngữ và các mối quan hệ cùng một lúc. Ai biết rằng tất cả quá trình học tập và phát triển này lại có thể thú vị đến thế nhỉ? Để biết thêm các bí quyết thú vị khi chơi, hãy đăng ký trực tuyến tại First Five Forever.